theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Cái viên của SP có vẻ như là có dấu hiệu muốn đẩy lên khép góc cánh trái ra, khi mà Nicky thì cũng đang có những cái góc nhìn sang đây, nhưng đối phương thì là hai, trong khi đó Levit thì lại đang ở một cái góc cao. Và giờ Nicky sớm thôi sẽ chuẩn bị, có nghe thấy tiếng e là nghe thấy tiếng rồi, chơi rồi, e là chơi rồi, một này nó lên về hai mồm. Vâng, hai mồm amazing, gọi là những cái cơn sóng chặn đầu đến từ BAE. Trong khi đó Buriram Esports bằng một cách gì đấy thoát được khỏi ra khu vực này và đi vào một khu vực cực kỳ an toàn. Và giờ Victim Rise vẫn đang bắt nhau cùng đấy. Và đó là Divine vẫn clear được và họ vẫn giữ được cho mình là 4 người nha. Cái góc của Divine không được đẹp cho lắm nhưng Âu thì họ đã có kill rồi. Bây giờ thì tạt cánh đánh đầu đến từ Angel lên. Lao tung. Hải ơi. Ôi, quay xe Hải ơi. Ui, drive by. This is fucking Tokyo Ripemon nào của ông bắn nhưng mà không được rồi. Một pha định chơi lào đến từ Angel lên tạt cánh đánh đầu nhưng đây sẽ là vào dọ thôi. Và bây giờ các thành viên về phía của team Divine. Ôi tôi có quả nết tham minh đến từ Loki. Dầu si là quáng tạp ra. Divine dụng 1, Divine dụng 2. Cúp cầm trên vai thì đó không phải là Divine của mình. Vâng, và chúng ta Divine sẽ dừng lại ở đây. Ôi, được quá nhỏ. Thì lần đầu tiên tôi thấy có một cái trường hợp như này được các bạn. Battle Arena Elite, các bạn nhớ cái tên nhớ này nhá. Nhớ tên này nhá, các bạn. Ui, nhớ tên này. Và bây giờ thì góp mèo thậm chí còn đứng trước cơ hội để có thể gạt giò cái thành viên của team Battle Arena Elite nữa cơ. Nhưng cái cục máy bay rơi này nó đang là một cái tử địa để cho DXG bắt đầu mon men vào. Bây giờ không còn cách nào khác là DXG phải phi vào thôi, chứ còn đi thôi. Anh em lên xe mình đi thôi, đời mình khi trễ lúc vội. Bây giờ thì các thành viên của team DXG đang vội lắm rồi đây, nhà bao việc. Và đó là Tuấn Robo có cho mình cái mạng Klee. Unicorn Cyber mất một, trả smoke ra và Fergus sẽ hồi máu cá hồi cùng với vị trí của NLT cùng với như là vị trí của Fergus nữa. Có smoke được ném ra, chúng ta chưa cẩn thận cụ thể là vị trí của IQ500. Tôi tin là con Meow sẽ không bắn sang đây. Thế nhưng Long Ca bắt đầu ném ra một quả lửa đây. Đó là một quả lửa đoàn. Và rồi Long Ca bị bắn rồi. Long Thế ui, khó rồi. Không được rồi. BAE, BAE họ gạt sang. Và bây giờ thì họ đang bắn vào các thành viên của DG. Liệu NLT sẽ có cứu Fergus ở đây hay không? Còn không cứu đeo đi rồi. Em nghĩ là sẽ không cứu được. Ui, Buriram. Buriram biết rằng đây là DG, họ đẩy sang thêm một người nữa, họ clear luôn để củ chắc rằng mình sẽ là đội tuyển vô địch. Và xin chúc mừng Buriram vì đã giành chức vô địch này. Rồi. Họ giữ được cho mình một cái lối chơi rất là khôn ngoan từ đầu giải đấu đến giờ. Họ có một phong cách chơi điềm tĩnh và những cái player cường skill cũng là tốt. Và phải nói đến cái phần may mắn vì anh, khen phát là vui luôn ạ. Thì và bây giờ thì sao cái việc của Buriram, họ chơi cho vui rồi. Giờ ra cống điểm được. Đúng kiểu cống điểm luôn. Họ trêu thật mà, trêu thật sự luôn. Cái quả cam cầu em không tin được. Kiểu. Đây rồi, idol của tôi. Đây rồi, đạp bầu trời. Đây là thời điểm của đạp bầu trời. Người rời của chúng ta luôn biết lên tiếng ở những cái khoảnh khắc mà vút ua đệm mẹ. Nào. Thằng kia lại còn bỏ ra để che nữa. Và một tay che cả bầu trời là có thật thưa các bạn. Battle Arena Elite nghe cái tên đã thấy chiến rồi. Battle Arena cơ mà, đi đến đâu là có giao tranh luôn đến đấy. Rất nghẹt thở và đạp bầu trời có làm được hay không đây. Nhưng mà phía bên kia thì BAE vẫn chơi súng luôn. Ba người vs một cầm tay. Ở ra thì sao? Sao bạn ơi? Cầm giọng. Khó rồi. Vâng, và xin chúc mừng các thành viên của BAE, một round đầu vô địch của họ. Và xin chúc mừng Buriram, United Esports. Họ chính là nhà vô địch của giải đấu.